Mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hiện mình đang ghé thăm một khu vườn của một người anh em ở ấp Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Mình có ghé thăm khu vườn nó toàn là những cây kiểng như bông trang mẫu đơn á, lá lớn lá nhỏ, mai. Những gốc bông trang cũng đang ông cũng đang mới đem về, cho nên là nó cũng chưa có được tươi hoa cho lắm. Này mai luôn nha các bạn. Đây là cây mẫu đơn vàng hường, nó đột biến màu vàng mà nó ra màu hường hường nha các bạn. Đây, hiện tại những cái cây này là đang rất là hiếm, khó tìm. Đó. Nói tới bông trang thì ai cũng ngỡ là bình thường quá. Cây hết sức là bình thường, nghe tên rất là quen thuộc. Nhưng mà có những cái như bông như thế này thì thật ra thì nó cũng không quen thuộc đâu. Thấy nó rất là lạ. Đó. Thì các bạn đang chiêm ngưỡng cái khu vườn nhỏ nhỏ của ông anh. Có những bụi mi hồng rất là tốt mà. Đây nó đang phát bông, nó đang đâm ra sum sơi. Thì thôi bạn, nở ra hơn cái chén ăn cơm ạ. Nếu mà nở xè ra chắc cũng bằng cái tô nhỏ nhỏ đó. Cây quá đẹp. Thì cái điều mà đáng chú ý nhất kế bên nữa, không phải là cái khu vườn xinh xắn như vậy đâu. Đây là một cái khu vườn gọi là hàng khủng trong tương lai. Một khu vườn những cái mầm non đang phát triển. Toàn bộ là những cái cây mỹ cam. Đó. Mỹ cam cũng là một loại mẫu đơn rất là hot nha các bạn. Đây, mỹ cam và vàng hường. Theo ông anh cũng chia sẻ là cũng có một số gốc vàng hường trong đây. Hiện tại anh nói là một khu vườn là 800 gốc nhỏ. Mỗi một gốc là mua với cái giá là 40.000 đồng. Thì điều đáng chú ý của mình là hiện tại những cái gốc này đi vô thì mình không thấy được bên đây, nhưng mà khi đi quan sát một hồi nhìn kỹ thì hóa ra đây là một mô hình công nghiệp. Đó. Ông anh cũng đầu tư cho tương lai quá. Bạn thấy không? Khoảng cách của anh trồng là khoảng 1m2. Và chiều ngang là khoảng 2m, 1m, 2 tới 2m, cách nhau rất là đều. Đó là tổng cái khu vườn của anh. Cũng có mai đồ nữa nè. Mai tàn thông rồi cũng đẹp. Đó. Thôi mình chia sẻ cái khu vườn nhỏ nhỏ xinh xắn của ông anh ở ấp Mỹ An Hưng A, thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, quê hương của mình. Thôi mình chia sẻ đến đây một cái clip ngắn thôi. Rồi mai mốt mình có dịp thì mình sẽ ghi lại những clip khác tương tự với cái nội dung về hoa kiểng giống như thế này. Cảm ơn các bạn theo dõi clip. Và đây là một cái cảnh trước mặt là một cây xoài. Hiện tại về cái khu vực phía nam á, đặc biệt là ở vùng Đồng Tháp 10 thì lúa và cây ăn trái thì có đặc trưng, đặc sản là xoài, xoài cát Hòa Lộc. Thì đây là cái xoài các bạn, cô chú anh chị đang xem, nó đang ra hoa. Đó là những cái cây xoài mà cô chú anh chị và các bạn có thể những cái vùng khác không biết được thì đây. Rồi thôi mình xin kết thúc clip. Hẹn vào một dịp khác. Rồi xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn. Nếu có thấy hay, có ý nghĩa thì xin ủng hộ kênh của mình. Rồi hãy đăng ký kênh. Rồi cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn.